Rồi, chào mọi người. Trong cái chuỗi video này thì mình sẽ chia sẻ một số những cái kinh nghiệm mà mình vẽ dáng người cho các bạn học giải phẫu, học anatomy nó hiệu quả hơn ha. Trong cái thời gian đầu mình vẽ thì mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc vẽ dáng nhân vật. Mình không biết cách làm sao vẽ cho nó không bị cứng nữa hay là nó có nhiều năng lượng hơn. Thì mình có thử nhiều cách vẽ line of action, thử đẩy cho nó mạnh hơn. Nhưng mà cái vấn đề đó là khi mà mình đắp cơ bắp hay là mình đắp quần áo lên á, thì cái đường gesture ban đầu mình vẽ mình quên mất, mình không còn nhớ tới nó nữa. Và cái sản phẩm cuối cùng của mình nó bị khô cứng, nó có một cái dáng cục mịch. Sau khi thử nhiều cái phương pháp á, thì mình cảm thấy là cái phương pháp của thầy Steve Houston phù hợp với mình. Nó cải thiện từ gesture lẫn cho hình khối, cái dáng người của mình nó đỡ bị phẳng hơn. Thì trong cái chuỗi video này mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm nhỏ mà mình học được từ phương pháp của thầy ha. Mình sẽ có hai cái ý tưởng, đó là gesture và structure. Structure các bạn có thể gọi một cái tên khác, đó là form, mass, volume hay là hình khối. Đó là những cái bộ phận, những cái mảnh ghép của cơ thể, là đầu mình, tay chân chẳng hạn. Khi mà mình có những cái bộ phận rồi thì mình cần một cái gì đó để kết nối tụi nó lại với nhau. Thì cái đó chính là gesture. Mình có thể hiểu đó là dáng điệu, là cái dòng chảy của cơ thể. Nó gắn kết và nó là cái keo kết dính tất cả những cái bộ phận đó lại, tạo ra cái sức sống và tạo ra cái năng lượng cho nhân vật của mình. Đối với mình á, thì cái phương pháp này nó hay ở một chỗ là nó giải quyết giúp mình hai cái vấn đề là người gỗ và người que. Khi mà mình mới học vẽ thì mình có mua một cái con người gỗ. Nó có ích trong cái việc là mình dựng được nhân vật với nhiều dáng khác nhau trong cái phối cảnh nó khó. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là nó là một cái tượng thôi. Nó có những cái bộ phận rời rạc, nó những cái hình khối rời rạc nó ghép lại với nhau. Tuy nó có mang cái hình dáng của con người ấy, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là nó bị thiếu một cái gì đó. Còn người que thì sao? Stick figure đó. Đây là một cái phương pháp dễ dàng nhất để mình đẩy mạnh một cái tư thế nào đó, nó cho nó dynamic hơn, nó năng lượng hơn. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra nó là sau khi mình có được cái stick figure rồi thì mình không biết đặt những cái bộ phận kia ở đâu. Mình không biết cắm nó lên như thế nào. Mình không biết là mình phải bao quanh cái stick figure đó, hay là mình đặt nó ở trên, hay là mình như thế nào. Thì cuối cùng mình lại tạo ra một cái cây xúc xích, một cái cây hồ lô khi mà đắp cơ bắp lên. Cái nữa là đối với những cái tư thế mà có phối cảnh khó đó, ví dụ như cái hình ảnh Superman bay từ trong tranh ra đây chẳng hạn, thì cái stick figure nó không giải quyết được cái vấn đề là thể hiện được cái ý tưởng phối cảnh. Mình sẽ bị hạn chế khi mà mình đắp cơ bắp hay là đắp chi tiết lên. Đây là hai cái vấn đề mà mình bị dính hết. Mình vẽ bị phẳng, cái dáng người của mình nó bị thiếu gesture. Và mình thấy cái vấn đề này nó cũng phổ biến với các bạn mới học vẽ. Nếu các bạn cũng đang gặp phải những cái khó khăn này thì mình mong là cái chuỗi video này nó sẽ hỗ trợ được các bạn ha. Rồi, mình sẽ vô cái phần structure đầu tiên, tại vì nó dễ hơn. Vậy thì structure là cái gì? Thì Steve Houston có một ví dụ rất là hay, đó là mình không vẽ một cái tay thật ở trên trang giấy, mà mình vẽ cái ý tưởng để thể hiện cái tay đó ra. Cái ý tưởng đó nó phải đơn giản và nó phải dễ kiểm soát. Có nghĩa là sao? Mình lấy cái ví dụ cái cẳng tay mình đang vẽ ha. Thay vì mình vẽ một cái cẳng tay thì mình sẽ thay thế nó bằng một cái hình trụ, một cái hình hộp, một cái hình quả trứng gắn với một cái hộp bút chẳng hạn. Thì mỗi người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau về thế giới này. Đây là cái nền tảng tạo nên cái phong cách dựng hình của mỗi người. Mình sẽ sử dụng những cái hình khối dễ hiểu và dễ kiểm soát này để vẽ nên những cái ý tưởng về một bộ phận nào đó trên cơ thể. Ở đây là cái ví dụ mà bạn sẽ thấy là mỗi người nghệ sĩ sẽ có một góc nhìn riêng. Bạn sẽ thấy anh Max Greg, anh sử dụng nhiều cái hình góc cạnh và sắc nét. Nó có cái tính chất hoạt hình ở trong đó, nó có cái tính chất phóng đại và nó funny hơn. Trong khi đó thì cô Claire Quenlin lại sử dụng những cái form nó tự nhiên, organic, nó uyển chuyển. Thì đây là một cái bài tập tốt mà mình nghĩ là nó sẽ giúp các bạn học được cái cách mà những người artist mà bạn thích, họ có những cái lựa chọn hình khối khác nhau. Và bạn sẽ hiểu tại sao là cái dáng người của họ có một cái nét đặc trưng đến như vậy.
họ sẽ sử dụng những cái khối quen thuộc này trong những cái dáng người khác của họ nữa, và cái điều đó nó tạo nên cái phong cách. Trong những cái tác phẩm này thì có rất là nhiều kỹ thuật khác nhau được sử dụng, nhưng mà để ý kỹ thì họ luôn xây dựng cái dáng người, cái nhân vật của họ trên những cái khối đơn giản nhất và nó dễ kiểm soát nhất. Vậy thì tại sao những cái hình khối mà mình chọn nó phải dễ kiểm soát? Có một cái lý do rất là thực tế, đó là bạn bị deadline dí thì bạn phải cần một cái phương pháp là nó nhanh gọn và nó ra ý tưởng lẹ hơn. Khách hàng của mình bây giờ rất là thích nhiều lựa chọn. Nếu bạn được giao 3 lựa chọn cho cái dáng nhân vật đó mà cuối ngày bạn đưa cho khách hàng 10 cái option thì ai mà không thương, đúng không? Vậy thì bạn phải có một cái cách nào đó nó nhanh và nó hiệu quả. Mà nhờ đơn giản như vậy á, mình sẽ thay thế được tất cả những cái chi tiết phức tạp, những cái cơ bắp, là mình mất đi cái tổng thể khi mà mình nhảy vô vẽ chi tiết từ sớm. Và với những cái hình khối đơn giản đó thì bạn sẽ dễ nhớ hơn rất là nhiều. Mình nhớ một cái hình trụ nó sẽ dễ hơn là nhớ chi chít anatomy ở trên một cái cẳng tay, đúng không? Thêm một cái lợi ích nữa, đó là mình có thể thay đổi, điều chỉnh, mình phóng to, thu nhỏ những cái khối này nó dễ dàng hơn. Ví dụ ý đồ thiết kế nhân vật của mình là một cái dáng nó khỏe mạnh, nó cường tráng, thì mình sẽ cho cái ngực nó mở rộng ra và nó hướng lên trời, tay thì nó to hơn, phần chân cẳng thì nó nhỏ lại chẳng hạn vậy. Nó nhấn mạnh vô cái tính cách của nhân vật hơn. Cũng phải nói thêm là không phải là mình dìm hàng chi tiết hay là mình xem nhẹ nó. Chi tiết là cái mà nó nâng tầm cái giá trị sản phẩm của mình lên, nó làm cho mình nổi bật hơn. Khi mà khán giả họ nhìn vào, họ đánh giá cái tác phẩm mình nó có chỉnh chu hay không, vậy thì mình mới đi học giải phẫu, đúng không? Nhưng mà những cái chi tiết đó nó cũng cần phải được xây dựng trên một cái bộ xương vững chắc. Bộ xương này chính là structure, là những cái hình khối đơn giản mà mình vẽ bên tay trái nè. Đó là chỗ cho chi tiết bám vào. Thật ra khi mà các bạn đã quen thuộc với nó rồi á, vẽ nó một cách thoải mái rồi, thì mình khuyến khích là các bạn bỏ qua cái bước xây dựng những cái hình khối này đi. Còn khi mà mới bắt đầu á, thì đây là một cái bước cần thiết để các bạn hiểu hơn về 3D, về form ha. Nó là cái nền tảng, nó đơn giản nhưng mà nó rất là quan trọng. Thì có 3 cái khối chính để mình sử dụng trong dựng hình. Từ 3 cái khối này có nhiều cái biến thể khác nhau. Mình tạo ra cái biến thể bằng cách nào? Mình có thể ghép nó lại hoặc là mình có thể bóp méo nó. Mình sẽ sử dụng những cái biến thể này để thể hiện ý tưởng cho mọi thứ ha, không chỉ riêng là dáng người không. Những cái hình khối này, những cái ý tưởng những bắt gặp xung quanh rất là nhiều. Đồ vật ở trong nhà nè, dụng cụ, xe cộ, gần nhất là cái con người gỗ mà hồi nãy mình có nói. Nếu các bạn mới bắt đầu á, thì cơ thể con người là cái thứ mà mình nghĩ là nó phức tạp nhất để vẽ. Mình lao vào nó ngay thì mình có thể bị quá sức. Có thể bắt đầu từ những cái thứ đồ dùng đơn giản hơn. Tại vì cái trí tưởng tượng của con người không thể nào phức tạp hơn mỗi cơ thể tự nhiên được. Cho nên mình sẽ tận dụng những cái đồ vật này, những cái hình khối này, mình vẽ nó và mình lưu lại thành một cái catalog, thành một cái thư viện hình ảnh riêng cho mình. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là làm sao mình từ cái danh sách đó mình chọn được cái biến thể nào nó phù hợp cái bộ phận cơ thể mà mình muốn vẽ. Có một cái bài tập mà mình nghĩ rất là thích hợp, đó là mình chọn ra những cái tác phẩm của artist mà mình thích á, rồi study, mình copy lại cái cách họ sử dụng những hình khối này bên trong một cái con người, bên trong một cái dáng người, giống như là mình đang làm với Michelangelo nè, hoặc là mình đã làm với anh Max Craig hay là Claire Welling. Trong cái giai đoạn này á, thì mình cố gắng bỏ qua hết những cái chi tiết lồi lõm đi ha, và làm cho cái hình khối của mình nó tinh giản nhất có thể. Mình cũng chưa cần thiết là phải nối lại tất cả những cái này lại với nhau để nó thành một cái gì đó hoàn chỉnh. Nếu mà mình chưa có quen, mình làm từng bộ phận thôi ha. Cái phần gesture sắp tới thì mình sẽ nói về việc là mình liên kết tụi nó lại với nhau như thế nào. Sau khi mình đã có những cái ý tưởng hình khối này rồi á, thì mình áp dụng nó lên người mẫu thật, thử coi là bạn có thể nhìn ra được
những cái khối cho riêng bạn hay không, và biết đâu đó mình có thể tìm được cái phong cách riêng cho mình ha. Vậy thì mình tổng kết lại trước khi kết thúc cái video này ha. Trước tiên là mình tập cái thói quen nhìn những cái thứ phức tạp thành những cái hình khối nó đơn giản hơn và có thể kiểm soát được. Có nghĩa là mình có thể thay đổi nó, mình biến to, biến nhỏ, dài ngắn tùy thích, xoay nó trong không gian dễ dàng. Mình sẽ nói về phối cảnh, cố gắng làm cho nó đơn giản nhất có thể trong cái video sắp tới. Cái ý thứ hai mà mình muốn tổng kết đó là những cái khối mà mình chọn á, nó phải thể hiện tốt được cái ý tưởng của cái vật thể, của cái bộ phận cơ thể mà bạn muốn vẽ. Để khi mà mình không có cái hình reference kế bên, không có cái hình mẫu kế bên á, thì đây là cái lúc mà cái kiến thức anatomy của mình nó phát huy tác dụng. Rồi, cái video này mình sẽ dừng lại ở đây. Hẹn gặp các bạn ở cái phần tiếp theo. Mình sẽ nói về gesture, cái cách liên kết những cái bộ phận này lại với nhau như thế nào. Rồi, cảm ơn mọi người ha.